chuyện tâm linh có thật, linh cảm của người sắp chết. Kính thưa quý vị, nhà tôi hồi còn ở quê vẫn giữ nếp cũ, hai ba thế hệ sống chung trong một nhà. Bố tôi là con trưởng nên là ông bà nội ở chung với gia đình tôi. Bà nội tôi mắc bệnh hiểm nghèo, mất khi mới ngoài 60 tuổi. Chỉ còn ông nội tôi, ông đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Trong làng bằng tuổi ông tôi không còn nhiều, chỉ còn vài cụ, nhưng cụ nào cũng mắt mờ, chân chậm, đi lại ăn uống đều khó khăn. Riêng ông tôi vẫn rắn giỏi, hồng hào, hàng ngày giúp đỡ con cháu, lúc thì đan lát rổ giá, lúc thì tưới tắm, cắt tỉa cây cảnh, luôn chân luôn tay. Một buổi chiều nọ, sau khi đi đánh vài ván cờ với mấy cụ quen xóm, ông tôi về nhà đột ngột lên cơn sốt, toàn thân nóng bừng, đau nhức. Ông nằm thở dốc từng chập rất khó nhọc. Bố tôi xin cơ quan nghỉ phép 2 ngày, đưa ông đi thăm khám nhiều nơi nhưng không ra bệnh. Được gần 1 tuần thì ông tôi như lả đi, cố gắng lắm cũng chỉ hút được vài muỗng cháo. Bố tôi gọi hết các cô chú trong nhà để về cùng tìm cách chữa trị cho ông. Nghe có danh y ở đâu thì bố tôi cũng tới năn nỉ mời bằng được họ về nhà bắt mạch. Thuốc men đều đặn nhưng bệnh của ông tôi không bớt, có chiều hướng xấu đi. Mọi người khi ấy đều bất lực, cho rằng bệnh của người già không rõ nguyên nhân thế này thì chỉ cầm cự qua ngày. Ai nấy đều chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất xảy ra. Ông tôi xuống sức nhưng tinh thần còn tỉnh táo. Ông luôn động viên con cháu yên tâm, không phải lo lắng cho ông. Rất lạ là cứ tầm chiều, khi trời trọn vạng, là ông luôn nhắc con cháu đóng hết cửa sổ phòng ông đang nằm, dù khí trời mùa hè nóng hầm hập. Bố tôi nhiều lần hỏi, có phải bố thấy trong người lạnh lắm phải không ạ? Nhưng ông không nói. Đến một hôm đột nhiên, ông tôi lắp bắp miệng, cuống quýt kêu con cháu đóng cửa. Thấy vậy, bố tôi lại gặng hỏi. Mãi ông tôi mới khẽ nói, bố cứ thấy chúng nó về đứng đầy ngõ nhà mình, có ai ở ngoài ngõ đâu hở bố. Nhìn ra ngõ xong, quay vào bố tôi nói, thằng Đào, cây Tính, cây Mận với cả mấy đứa trong làng chiều nào cũng đứng đầu ngõ nhà mình nhìn vào chào hỏi bố. Mắt ông thoáng lo lắng một điều gì đó. Bố tôi bất giác giật mình, lạnh sống lưng. Ông kể tên toàn những người bạn đồng trang lứa với ông. Có người mất đã lâu, có người mới mất cách đây chừng vài tháng. Lẽ nào ông nhìn thấy vong hồn chăng? Không thể, già yếu, lo nghĩ nhiều đến cái chết mà sinh ra hoảng loạn. Bố tôi quả quyết như thế. Bố đừng lo nghĩ nhiều quá, chúng con sẽ tìm mọi cách chữa cho bố khỏe lại. Bố già rồi, cũng tới lúc phải đi thôi. Ông tôi thở nhẹ nhẹ, khua tay ra dấu con cháu đừng quá bận tâm. Đấy, chúng nó ngoài ngõ đang réo gọi bố, tiếng cái mận rõ lắm. Trời nhá nhem tối, yên ắng, chỉ có tiếng gà mái gọi con vào chuồng, nhà sờ vắng người. Bố tôi không khỏi cảm giác rờn rợn. Bố bệnh lâu ngày bị ảo giác vậy thôi, không có ai kêu gọi gì đâu. Bố tôi cố nói to, cho át đi sự lo sợ của ông. Một tối, tầm gần 10 giờ, khi cả nhà đang xem tivi, bỗng nghe tiếng ông tôi khóc khe khẽ trong buồng. Mọi người đi vào thì thấy ông nước mắt ràn rụa, miệng mếu máo, mẹ ơi, mẹ. Đợi cho ông bớt xúc động, mẹ tôi mới hỏi chuyện. Ông kể, vừa nãy bố gặp bà của thằng Hưng, Hưng là bố tôi, đứng ngay cửa buồng cứ khóc mà không nói câu gì. Bố gọi 2 tiếng thì bà đi mất. Nói xong, ông lại dấm dứt khóc. Bố tôi thường kể cho cả nhà, đời ông nội khổ lắm. Khi ông tôi mới 8 tuổi thì ông cố theo người ta đi vào Nam kiếm việc làm. Gặp thời loạn lạc, ông cố đi biển Việt, không có tin tức gì. Sau này, hỏi những người đi cùng, họ nói rằng ông đã mất vì bệnh sốt rét trong rừng Tây Nguyên phương Nam xa xôi. 4 năm sau, bà cố tôi cũng mất. Bà đi chặt củi ở sườn núi Tiên Mai, bị con rắn nhỏ cắn vào chân, không thấy đau, chỉ hơi sớm máu. Nghĩ rắn không độc, bà vẫn gánh củi về nhà. Chiều hôm ấy, đang vo gạo nấu cơm, bà bị ngã quỵ ngay sân giếng. Mọi người tìm cách chữa trị, thế nhưng đã không kịp, bà không qua khỏi. Ông tôi khóc cạn nước mắt thương mẹ.
tôi cho phận mình phải bơ vơ, côi cút không nơi nương tựa. Để kiếm miếng cơm, ông phải đi ở, làm công cho nhà ông quản nghi. Hằng ngày chăn trâu, cắt cỏ, giã gạo, làm đủ việc, đổi lại là được miếng cơm cháy, canh cạn. Tối ngủ vật vã nơi góc hè sau bếp. Mãi sau này, có người họ hàng xa giúp đỡ ông mới thoát cảnh đi ở cơ cực. Nay tuổi già đau bệnh, không hiểu vì sao, ông lại toàn thấy người đã mất. Nhất là lại nhìn thấy mẹ mình về trong hoàn cảnh như này, là một điểm gì đó báo trước. Bố tôi lo lắm, thế nhưng chẳng biết xử trí thế nào. Ông tôi ngày một yếu đi, cứ tới xế chiều lại thì thầm như nói chuyện với ai đó, lúc khóc lúc cười rất kỳ lạ. Hai con chó nhà tôi cứ nửa đêm lại sủa gian như nhà có trộm. Nhiều lần bố tôi tỉnh dậy soi đèn nhưng không thấy gì. Một hôm đột nhiên ông ngồi bật dậy, gọi cả nhà tôi ngồi quanh rồi ông nói: đừng có mua thuốc hay bất cứ thứ gì cho bố nữa, tốn kém lắm. Trái cây với đường sữa này cho bọn trẻ nó ăn đi. Bố già rồi, cũng về với tổ tiên thôi. Dù thế nào, các con cũng phải sống có tình người, có đạo đức. Quỷ thần hai vai luôn soi xét. Ông còn muốn nói gì nữa, nhưng cơn ho bật lên. Bố tôi đỡ ông nằm xuống. Từ hôm ấy, ông không ăn uống gì cả. Ai hỏi cũng không nói, chỉ giơ bàn tay làm giống. Hai ngày sau, ông tôi mất. Lúc đó mọi người mới hiểu, ông đã biết trước ngày mình mất. Thông lệ người ta thường đốt đồ đạc của người chết, nhưng bố tôi giữ nguyên mọi thứ trong phòng của ông. Bố bảo như thế thì con cháu luôn có được cảm giác ông vẫn còn ở bên cạnh che chở, bảo ban, dạy dỗ. Sau ngày ông mất 3 hôm, cứ tầm 10 giờ tối, có một con muỗng xanh đậu trên đỉnh bàn giường ông. Thỉnh thoảng con muỗng bay lên bàn thờ, rồi lại bay vào phòng ông. Hơn 1 tháng sau thì không thấy con muỗng xuất hiện nữa. Câu chuyện thứ hai, cô bạn cùng lớp. Thời phổ thông, tôi học chung với một cô bạn rất dễ thương tên Thu Thủy. Thật trùng hợp, tôi và bạn ấy cùng thi vào trường sư phạm, học cùng khoa, cùng lớp. Chúng tôi chơi với nhau rất thân. Khi ra trường đi dạy thì chúng tôi lại cùng dạy trong một huyện vùng sâu của tỉnh. Rồi chúng tôi lần lượt lập gia đình. Vợ tôi làm giáo viên, chồng Thủy làm bên xây dựng. Cùng chuyên môn nên hai chúng tôi thường gặp nhau, trao đổi công tác giảng dạy. Bẵng đi một thời gian thì tôi nghe tin bạn ấy bị bệnh. Vợ chồng tôi sang thăm. Thủy khi đó người gầy gò tong teo, da xanh như tẩu lá, giọng nói thì thều thào yếu ớt. Sau đó Thủy phải nghỉ dạy 2 năm để chữa trị. Căn bệnh này tôi đọc trên mạng được biết, nó là bệnh hiếm gặp, rất nguy hiểm. Hiện nay trên thế giới chưa có phác đồ điều trị dứt điểm được. Bạn bè cùng lớp chúng tôi luôn động viên để cho bạn lạc quan mà chiến thắng bệnh tật. Thủy và gia đình cũng rất kiên trì, tháng nào cũng đều đặn lên bệnh viện Chợ Rẫy thăm khám, lấy thuốc. Cuối cùng, bằng sự nỗ lực của bản thân và tốn kém một khoản không nhỏ tiền chạy chữa, Thủy dần bình phục. Bạn bè cùng lớp tôi ai cũng mừng cho bạn ấy. Bạn ấy đi dạy trở lại, nhà trường thương cảm bệnh hiểm nghèo nên cũng ưu ái bố trí cho bạn dạy ít tiết hơn. Tuy thế, căn bệnh quái ác vẫn hoành hành. Thỉnh thoảng Thủy vẫn bị ngất xỉu trên bục giảng, học trò phải xuống lại dìu cô xuống văn phòng nghỉ ngơi. Hàng ngày hàng giờ, bạn ấy nỗ lực với cuộc chiến không ngừng nghỉ căn bệnh quái ác của mình. Tôi và các bạn cũng chỉ biết an ủi, động viên bạn, không làm gì khác hơn được. Ai cũng biết căn bệnh này không có phương cứu chữa, chỉ kéo dài sự sống mà thôi. Một hôm, tôi vào trường Thủy dự giờ thăm lớp. Giờ giải lao, tôi mời Thủy ra quán nước gần trường trò chuyện. Trao đổi chuyên môn một hồi, bỗng Thủy hỏi: cậu có tin thế giới tâm linh tồn tại không? Ngẫm nghĩ một lúc tôi nói: mình tin là có. Trình độ khoa học hiện nay chưa thể lý giải được nhiều điều. Mấy bữa nay tớ thường gặp ác mộng, sợ lắm cậu ạ. Thủy trùng giọng xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, mơ hồ lo lắng một điều gì đó. Tôi bảo: cậu đừng cả nghĩ, cứ lạc quan lên. Bữa nay mình thấy cậu khá hơn nhiều rồi đấy, da rẻ hồng hào, tươi tắn hơn hẳn kỳ trước.
Thủy dường như không để ý tới lời nói của tôi, mặt buồn bã kể lể. Cách đây 2 tuần, mình nằm mơ đi tới một nơi xa lắm, cảnh vật lạ hoắc, chưa từng thấy bao giờ. Thế rồi mình lạc vào một căn nhà gỗ, xung quanh chạm khắc nhiều hình thù kỳ dị. Mình đang ngơ ngác thì trông thấy có 3 người phụ nữ mặc áo đen, quấn khăn trên đầu như các bà sơ ở nhà thờ, từ phòng trong bước ra. Người đi đầu tiến lại gần mình hỏi: "Cháu tên là Huỳnh Thị Thu Thủy đúng không?" Mình bảo: "Vâng." "Cho con hỏi, đây là đâu thế ạ?" Một người phụ nữ dáng cao to hơn 2 người kia nói: "Đây là nhà cháu, phòng cháu ở trong kia kìa." Nói rồi người ấy tiến lại cầm tay mình dẫn đi. Chẳng hiểu sao mình cứ thế bước đi mà không hề thắc mắc gì cả. Họ dẫn mình vào một căn phòng rất rộng, khắp nơi được thắp bởi hàng trăm cây nến. 4 bức tường được treo kín những bức tranh về Thiên Chúa. Giữa gian phòng có một quan tài màu nâu. Người phụ nữ cao lớn chỉ tay về chiếc quan tài rồi bảo: "Chỗ cháu nằm ở kia kìa, tới đi." 3 người phụ nữ dẫn mình tới gần, rồi mở nắp quan tài ra. Mình thấy bên trong được trải vải trắng tinh. Sau đó họ đỡ mình cho nằm trong quan tài rồi đậy nắp lại. Lúc này mình mới hoảng sợ gào khóc thật to: "Ba, mẹ ơi, cứu con với." Phải một lúc lâu sau, nắp quan tài được bật tung ra. Ba mình từ đâu đi tới, giang tay ôm mình kéo ra khỏi quan tài. Đến đấy thì mình tỉnh giấc. Giấc mơ thật tới nỗi khi mình tỉnh dậy, tim đập loạn xạ, toát hết mồ hôi. Dù lúc đó trong phòng mình đang bật máy lạnh. "Ôi, mộng mị thôi mà," tôi nói. "Mình cũng gặp ác mộng suốt có sao đâu. Mình nghĩ về cái gì thì giấc mơ nó tái hiện ra cảnh đó. Cậu lo nghĩ bệnh tật nhiều quá nên là nó tái hiện ra cảnh chết chóc đó mà thôi. Đừng suy nghĩ nữa, cứ lạc quan lên cậu ạ." Thủy không nói nữa, trầm ngâm nghĩ ngợi. 1 tuần sau, tôi gặp Thủy trong xốc quần áo châm anh. Thủy đang lựa chọn mấy bộ đồ. Thấy tôi, Thủy buột miệng nói: "Đời sống có mấy đâu, phải mặc cho thật đẹp." "Thì đấy, cậu cứ làm quan lên, đảm bảo với cậu không bao giờ mơ thấy ác mộng nữa đâu," tôi cười nói. Mình không nghĩ ngợi gì nhiều, tối qua lại thấy ác mộng. Rồi Thủy kể: "Mình vẫn thấy ngôi nhà đó, vẫn 3 người phụ nữ ấy, vẫn dìu mình nằm trong chiếc quan tài giữa nhà. Lần này mình gào khóc dữ dội, bỗng lửa ở đâu bùng lên, cháy bao quanh quan tài. Mình đạp mạnh quá, nắp quan tài bung ra. Mình nhổm dậy thì thấy rất nhiều người đang đứng xung quanh. Mình nghe rõ tiếng mẹ mình: "Thủy ơi, Thủy ơi." Mình gào lên: "Mẹ ơi, ba ơi, cứu con với." Nhưng kỳ lạ, tất cả cứ đứng khóc, không một ai vào cứu mình cả. Rồi mình tỉnh giấc. Lần này kể xong, Thủy tươi tỉnh, không thấy lo âu như trước. "Cậu thấy bộ này mình mặc có hợp không?" Thủy giơ bộ đồ đầm màu trắng ra hỏi tôi. "Ừ, đẹp lắm," tôi nói. Thấy Thủy cầm trên tay bộ nào cũng màu trắng, tôi bảo: "Sao cậu lựa nhiều bộ đồ màu trắng thế? Chọn thêm các màu khác cho đa dạng đi." "Chẳng hiểu sao mình cứ thích màu trắng cậu ạ." "Cậu ở lại chọn đồ nhé, mình về trước đây." Nói xong, Thủy lặng lẽ ra về. Nhìn bóng Thủy nhỏ dần trên đường phố ồn ào náo nhiệt, tôi cảm thấy xót xa cho bạn ấy. Một người hiền hòa, dễ mến, luôn chân thành hết lòng vì bạn bè. Mà giờ đây, tấm thân nhỏ bé ấy đang ngày đêm phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Đã thế sự ác mộng lại cứ bám giết lấy bạn ấy. Giấc ngủ luôn phải hoang mang, lo sợ, không được thảnh thơi yên bình. 3 hôm sau, tầm 9 giờ tối, có điện thoại nhấc máy lên, giọng thằng Hùng, tức là bạn cùng lớp với tôi với cả Thủy, buồn bã nói: "Thì nó mất rồi, xe đang đưa nó từ bệnh viện Chợ Rẫy về đây. Tối nay tụi mình sang nhà đón nó về nhé." Tôi sững sờ bàng hoàng, nhưng không còn tin được vào tai của mình nữa. Mới gặp bạn ấy đây thôi, vậy mà giờ này... Tối ấy, bạn bè, người thân đến nhà đón Thủy ra về. Trên chiếc xe cứu thương của bệnh viện, ai cũng ngậm ngùi thương xót. Giờ đây họ không còn được nhìn thấy nụ cười xinh tươi, hiền hậu, dáng người nhỏ bé, đầy nghị lực ấy nữa. Cuộc đời thật trớ trêu, ở hiền lại chẳng gặp lành. Tai ương bất chợt ập tới,
cướp đi người bạn thân thương của tôi. Hôm đưa tiễn Thủy về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi và các bạn cùng lớp lặng lẽ đứng dưới hiên nhà thờ, nghe vang vọng tiếng nguyện cầu trong thánh đường mà ngậm ngùi chua xót. Bạn ấy ra đi vội vàng khi tuổi đời còn quá trẻ, bỏ lại người chồng hiền hòa và hai đứa con thơ dại. Chiếc xe tang lặng lẽ lăn bánh ra nghĩa trang trong buổi sáng âm u ảm đạm. Chúng tôi thả những nắm đất xuống huyệt mộ, nguyện cầu cho bạn về với vòng tay của Chúa, rũ bỏ bụi trần ra đi thanh thản. Độ vài tháng sau, tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi mơ thấy gặp rất nhiều bạn bè cùng lớp đang chơi đùa dưới sân trường cũ. Tôi kinh ngạc khi mà trông thấy Thủy cũng có ở đây. Tôi thầm nghĩ, Thủy đã mất rồi, sao lại có ở đây nhỉ? Chúng tôi ngồi xuống quây quần bên nhau. Tôi nắm lấy tay Thủy thì thấy lạnh ngắt. Tôi bèn hỏi, Thủy đã xuống cõi âm rồi, sao còn ở đây? Bạn ấy cười rồi bảo, mình xin lên chơi với các cậu đấy, nhớ các cậu quá, cậu có sợ tớ không? Mình là bạn bè mà, gặp nhau là mừng rồi, sao lại sợ? Mà cậu xuống đấy có thấy thứ gì lạ không, kể cho mình nghe với. Tớ đã xuống hẳn dưới đấy đâu mà biết. Tiếng cười của Thủy lạnh lạnh, ghê ghê thế nào ấy, không sống như khi trước. Lúc ấy tôi bừng tỉnh, toàn thân lạnh toát, chân tay sờn gai ốc. Có lẽ Thủy vẫn còn lưu luyến cõi trần, chưa thể rời đi được. Bạn ấy báo mộng cho tôi rằng bạn ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đây, nhìn người thân, gia đình, bạn bè từ một thế giới khác.